chồng bí thư, vợ chủ tịch và hàng loạt người nhà cán bộ xã được ưu ái tiêm vaccine COVID-19. Lãnh đạo xã Mỹ Thành ưu ái mời 20 người thân cán bộ, trong đó có chồng bí thư, vợ chủ tịch tiêm vaccine COVID-19 dù không thuộc đối tượng ưu tiên. Ngày 10 tháng 9, ông Lê Văn Lịch, Ủy ban Nhân dân huyện Phủ Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành. Theo đó, ông Hợp đã có vi phạm khi lập danh sách gồm 20 người thân của cán bộ xã, trong đó có chồng bí thư, vợ chủ tịch, được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 dù không thuộc đối tượng ưu tiên. Ngoài ra, huyện Phủ Mỹ cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Phùng Đông Quang, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành. Ông Quang được xác định đã có hành vi vi phạm, lập danh sách theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành và mời thân nhân một số cán bộ, công chức xã tiêm vaccine sai quy định, không làm tốt trách nhiệm tham mưu Chủ tịch xã, lập danh sách người đủ điều kiện được tiêm vaccine. Sự việc người nhà cán bộ không thuộc đối tượng ưu tiên được ưu ái tiêm vaccine COVID-19 bị người dân phát hiện, báo cáo lên chính quyền huyện Phú Mỹ. Trả lời dư luận, ông Hợp cho biết không có sự ưu ái mà vì có nhiều người trong danh sách tiêm nhưng không đến nên gọi người nhà đến tiêm để đỡ phí vaccine. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Phú Mỹ kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Hợp đã có kế hoạch ưu ái tiêm vaccine cho người thân các cán bộ. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc một số người thân của cán bộ xã Mỹ Thành, huyện Phú Mỹ, Bình Định không thuộc đối tượng ưu tiên nhưng được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, nhiều người tỏ ra bức xúc khi có khoảng 20 người là chồng, vợ, mẹ, con của một số cán bộ xã được tiêm mặc dù không đúng đối tượng ưu tiên. Trong đó có người là chồng của bí thư xã và một người là vợ của chủ tịch xã. Ông Đặng Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành cũng xác nhận có sự việc. Ông Hợp cho biết sự việc xảy ra tại buổi tiêm ngày 17 tháng 8. Theo đó có một số người lớn tuổi, trên 65 tuổi, chưa tiêm được nên dư ra ít mũi vaccine COVID-19. Có khoảng 5-7 người được tiêm số vaccine dư này. Cũng theo ông Hợp thông tin, những người được tiêm là người thân trong gia đình, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã và lãnh đạo huyện Phú Mỹ không có chủ trương tiêm cho người thân của cán bộ.